Thả ta ra. Thả. Các người làm gì? Các người làm gì vậy? Bông ra. Trần Thủ Độ, trả hoàng bào lại cho ta, trả mũ bình thiên lại cho ta. Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ. A Di Đà Phật, xin diễn kiến Huệ Quang Đại Sư. Thiếp xin dâng an bệ hạ. Hoàng hậu của ta đó à? Mà không, giờ bà đã là hoàng thái hậu rồi. Bà vừa gọi ta là Huệ Quang Đại Sư lẫn Quý Lệ Huệ Tông Hoàng Đế. Trước đây ngài đã từng là Lý Huệ Tông Hoàng Đế, còn bây giờ ngài là Huệ Quang Đại Sư. Đời là dâu bể thế đó, không ai sẽ mãi là chính mình. Từ trước tới nay, bất kể người đời dị nghị bà ra sao, ta vẫn tin bà như tin một vị thánh. Vậy mà bà cũng chẳng qua chỉ là một con tắc kè đổi màu không hơn không kém. Trước đây bà đã là một cô gái diệu hiền nơi bến Lưu Gia. Hôm nay, ta chỉ nhìn thấy bà là một người đàn bà dối trá. Hoàng thượng! Thiếp xin người chớ đặng lời. Buộc ta truyền ngôi cho Chiêu Thánh là để dựng lên tấm bình phong Lý Chiêu Hoàng cho các người tóm thâu quyền lực. Tội cho con gái nhỏ của ta, nào đâu hiểu tâm địa của người đời. Mà hôm nay bà đến đây hẳn là có việc. Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ nhờ thiếp đến nói với người rằng đêm nay vào giờ canh hai là giờ đại ưu. Huệ Quang Đại Sư nên qua ngay trong đêm nay là tốt nhất. Ra là vậy. Linh cữu của người sẽ được đưa ra cổng thành phía nam và hoàng tây phường Yên Hoa. Chùa Thượng Quan, chùa Trần Giáo đâu có gần cảnh thành phía nam. Tường thành sẽ được khoét để đưa linh cữu người ra cho kịp. Và người sẽ làm chuyện ấy một mình. Bà đến đây chỉ để mang cho ta cái tin tốt lành này sao? Không chỉ vậy, dù gì thiếp cũng từng là hoàng hậu của bệ hạ. Không lẽ trước lúc chồng đi xa, vợ không sửa soạn đôi lời tiễn biệt hay sao? Tình nghĩa quá. Nào,
hãy cho ta nghe đôi lời tiễn biệt của bà đi. Bệ hạ ơi, trước lúc âm dương cách biệt, thiếp muốn cùng người bày tỏ tận đáy lòng cả cho người sang nước Nam mồ côi quê hoàng. Những mong gần giống giang sơn hồ dân Âu vàng, nhưng dọc đời khác chi dọc sông cuộn sông tại sao các người cứ quyết lòng buộc ta đi vào chỗ chết? Bệ hạ hãy xem vật này. Quân! Chiếu cần dương, nhưng chiếu này bệ đâu... hạ đã có những kẻ nhân danh bệ hạ xúi dục chúng dân làm loạn,
dân chúng nhẹ dạ cả tin sẽ biến cả kinh thành thống lắm qua lễ này trở thành biển ngầu máu đỏ, và để dẹp tắt cái lò lửa đang ngùng ngục hận thù kia chỉ còn một cách: Lý Vệ Tông phải chết. Và ngay sau đây, từ một đứa kim hoàng thái hậu, thiếp sẽ trở thành phu nhân của điện tiền chỉ huy sứ họ Trần. Thuận Tiên và Chiêu Thanh cần một nơi nương tựa vững chắc, phải không? Phải. Vì chỉ có cách đó, ba mẹ con thiếp mới có thể sống yên thân. Thiếp tin là Trần Thủ Độ sẽ thương yêu con của bệ hạ như con đẻ của mình. Thôi, những gì cần nói thiếp đã nói ra, chỉ mong hoàng thượng hiểu cục diện này là không thể khác. Chỉ mong ngài được thanh thản, thiếp sẽ ngày ngày cầu nguyện cho người được sớm mau siêu thoát. Giờ khắc cuối cùng này, ta muốn có người ở bên cạnh. Không một ai được chứng kiến thời khắc khốc hại này. Còn nàng, Thiếp không thể. Ta xin nàng, Thiếp không thể. Vậy thì nàng hãy cùng ta ngâm lại bài thơ mà lần đầu chúng ta gặp nhau tại bên nước Lưu Gia. Lần sau cuối xúc động chưa? Còn chút xíu à. Còn chút xíu thôi à. À, hôm nay cảm giác của Huyền Trâm như thế nào? Em vào một cái vai chính kịch, nhất là một nhân vật lịch sử. Cảm giác nó lạ lắm. Mới đầu thì em cũng lo sợ lắm, tại vì mình cũng chưa từng được đóng những quá thân vào những cái vai mà khó khăn như thế này.
mà trong khi đó lại là một nhân vật lịch sử. Ai chọn cho em cái vai này? Dạ con. Con nghĩ gì khi mà con chọn cái nhân vật này? Tại vì con nghĩ con thương. Thì mà con coi cái... Cô sẽ nói giùm cho con. Cái điều quan trọng là sân khấu của chúng mình đó. Chúng ta cho khán giả ngày hôm nay nhìn thấy điều tốt đẹp cũng như là những bi kịch trong quá khứ. Cảm ơn con đã dựng cái tiết mục này hôm nay. Chuyện hôm qua nhưng mà bây giờ vẫn mới tinh khôi. Và đó là những ẩn dụ tuyệt vời của nghệ thuật cải lương. Một lần nữa cô cảm ơn con và cảm ơn chương trình Sao Nói Ngôi. Cảm ơn quý vị khán giả. Tôi sợ cái cô này á, đóng vai mà hài hước á, hết tuần rồi cũng cười miết à. Rồi giờ đóng vai bi này hết sợ hết tuần rồi cũng khóc miết. Thì chú chỉ chia sẻ với con như thế này, tuy là con có nghề đó, thực chất con có nghề. Giọng hát rất là tốt, diễn xuất cũng tốt, phải cần có một người thầy. Cô chú thầy cô dẫn dắt con đưa vào một cái quỹ đạo. Mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, hài hước cũng phải chuyên nghiệp, bi chính diện cũng phải chuyên nghiệp. Thì cái chương trình Sao Nói Ngôi này đã tạo cho con thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Em thì em có một cái chất giọng rất tốt, rất tốt lắm. Cái hơi của em cao, trong, là đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ cải lương. Và chỉ có cái này góp ý nhỏ thôi là em nên phát âm rõ lời một chút. Và tôi thấy em là một người rất là nhạy cảm, mà điều đó rất là cần cho một người nghệ sĩ. Cũng giống như tôi hồi xưa khi tôi đóng vai Lan thì tôi cũng khóc như em vậy đó. Khóc tới nỗi không có buông nhân vật ra được. Tới nỗi là đạo diễn phải biểu là phải ngừng chút xíu đi. ngừng đi để cho cảm xúc nó lắng xuống rồi mới tiếp tục được. Thì tôi thấy em á, tố chất đó là của một người diễn viên mà rất là cần. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết điều độ một chút xíu. Thì tôi chỉ nhận xét như thế. Riêng cái tiết mục này tôi thấy rất là dễ thương. Xin khen Quyền Trâm trong tiết mục này. Con vừa bước ra, cô thấy rằng con là bà Trần Thị Dung. Và chúc mừng con. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm của ban giám khảo dành cho chương trình Sao Nói Ngôi với chủ đề âm vang lịch sử, cũng như là dành cho tiết mục dự thi vừa rồi của Huyền Trâm. Và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Huyền Trâm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết, 10 điểm. Xin mời danh ca Thái Châu, 10 điểm. 2 điểm vừa rồi quý vị ơi. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là điểm số của giám khảo tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,7. Xin được chúc mừng. Mỹ nhân. Chỉ còn đêm nay nữa thôi, ta không còn là ta nữa. Ta sẽ trở thành bất tử và thống trị muôn loài. Phải chăng đây là quyết định sai lầm của ta? Ta đã sát hại biết bao nhiêu mạng người chỉ để đổi lấy cho ta sự bất tử. Điện Ngọc, Cung Sơn, Nhung Gấm, Cung Vàng. Không, ta không thể tiếp tục được. Không, không.
lăng đạo chúa. Ngươi đã hối hận rồi sao? Ta nên nhớ để trở thành một cái bảo tàng thống trị thế gian. Ngươi một trái tim sắt đá, đừng quá quỷ mị mà mất đi khí chất và kẻ bảo tàng. Chỉ cần một trái tim nữa thôi thì ngươi sẽ trở thành bất tử. Ta sẽ có được thân xác của ngươi, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau thống trị cả muôn loài. Khi lời mạt sát chẳng lương tri, đôi mẹ con ta khi lắm cành cơ hàng, nỗi dục này ai thấu, thầy chứng có đấng trời đành trao xác đó hồn bản lương tâm cho quỷ dữ. Đổi lại sang vào trên ngôi vị tối cao. Sống thì người sống, ta muốn người chết thì người chết. Trời ơi, trái tim ta dường như dùng giờ, ta như đưa ta xuống tầng đây. Hãy subscribe.
mượn xác phàm làm chuyện bất nhân, để cho ta có lời với đất trời, muôn đời chẳng tốt nên lời. Nước A Tỳ mới rửa sạch nhuốc nhơ. Hãy nhớ rằng, để cho mẹ được thụ hưởng vinh sang, để cho con được ngồi trên ngôi cao trị vì thiên hạ, thì mình phải biết sống vô lương, đừng quỷ mị yêu thương. Y Lăng, kể gia quyến cung chương, mình cũng chẳng xót thương. An thân già mà thụ hưởng vinh sang, chết ở nơi này càng chán chuyện tư lương. Ôi trời cao hỡi, sao ngăn cái cho nhà con ta giờ thay đổi thần sắc quá lạ thường. Im đi! Không còn kịp nữa đâu, không còn kịp nữa đâu. Mẹ ơi đi đi, Quân, hai đứa mẹ nó rời khỏi nơi này, đi đi. Sống bạn Y Lăng và trái tim Y Lăng đang mang trong người, đó là của ta ban tặng, nhưng đó chỉ là trái tim loài dưỡng trăng. Trái tim loài dưỡng trăng phải vậy thì trái tim của ta đâu? Trái tim của ngươi ta đang nắm giữ. Trả lại cho ta, trả trái tim lại cho ta. Đây, trái tim. Yeah!
ngươi phải ra tay, vì đây là cơ hội cuối cùng của nhà ngươi. Chỉ có trái tim người mẹ sẵn sàng hy sinh cho con mà không cần toan tính, chỉ cần trái tim này nữa thôi là ngươi sẽ thống trị cả muôn loài, là ngươi sẽ trường sanh bất tử. Nếu ngươi phản bội lại lời thề, ta đây sẽ chết và ngươi mãi mãi trở thành loài dưỡng trăng. Giết đi! Giết đi! Con hãy giết mẹ đi! Ngày xưa con không còn là một đứa con bé bỏng của mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, kiếp này không tròn đạo hiếu, nguyện kiếp sau cắn cỏ ngậm dạch báo đền ơn mẫu tử mẹ. Giết đi! Dưỡng như từ thuở xa xưa, loài dưỡng không biết tính toán tham lam, không biết mưu sâu kế độc. Mẹ ơi, không còn kịp nữa đâu. Con muốn hát lại bài hát ngày xưa, con muốn hát lại bài hát mà mẹ ru Y Lan thời bé nhỏ. Đêm đã khuya, mây ké bay, sương rơi ướt lạnh. Trăng đã lên, đưa bóng con đi về thiên thu. Tiếng ni nô ơi à ru. Thank you.
ru hời. Ngủ đi con, giấc mơ đến nơi thiên đường. Thiên đường của con với mẹ. Con sẽ là mây ngàn, mẹ sẽ bài ngàn phương. Hỡi xem cái tiết mục mà thấy cái sự khổ công của con, cảm ơn con để cho có một cái tác phẩm đẹp ra đời. Và phải nói rằng cái sức trẻ của tụi con đó, vừa tài năng vừa nghề nghiệp mà vừa có một cái tư duy chánh đạo, cô tin rằng cái điều đó nó sẽ giúp cho mấy đứa con đi vào trong nghề và ở lại nghề rất lâu. Kịch bản này thì chú thấy cái nội dung rất là tốt. Chú muốn chia sẻ với Hoàng Hải chút xíu. Khi con tự sát, con thỏa thẻ với mẹ, thì cái âm gian phải êm ái chút xíu. Và cái lời thoại của con chậm rãi đi một chút xíu. Con hát thỏa thẻ thôi mà có chữ mất, chữ có mới ra cái chất đó. Anh rất là cảm ơn người đã dàn dựng cho em vở Quán Nhân Tâm này. Đã tạo nên rất rất là nhiều đất diễn cho em. Đó là lời khen. Nhưng nếu như em giảm bớt lại những cái gì không đáng, chú tâm vào những phần sau cao trào hơn nữa, em có bao nhiêu lực của em là em dồn, em tống ra hết. Đó là một điều tốt. Nhưng ngược lại, nó cũng là một khuyết điểm. Nhưng nói tóm lại, hôm nay anh rất rất là khâm phục. Em dám lem cái tiết mục này ra để em làm đêm chung kết. Một lần nữa xin cảm ơn em đã đem đến cho chúng tôi một vở diễn, và xin cảm ơn Sao Nối Ngôi Quán Quân Trường Giang đã viết cho em một cái vở rất rất tốt. Xin cảm ơn. Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Thưa quý vị, số điểm của ban giám khảo chúng ta sẽ biết được ở những phút cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay để bình chọn cho Hoàng Hải. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Hoàng Hải là 9,8. Chúc mừng bạn. Má. Nè má, má ngồi xuống đây má nghỉ chút đi. Rồi để con coi cái tờ mờ sáng cái mua vé xe hai má con mình về quê. Má thấy gì nè con? Mình kiếm em mày mấy ngày trời rồi, giờ về má không có cam tâm. Hồi sáng kiếm em bận nữa hẳn về nha con. Trời ơi, ngày nào má cũng nói vậy trơn á. Ở dưới quê á, đi làm bệnh, xin nghỉ một ngày, kêu má nghỉ một ngày cho khỏe má cũng không nghỉ. Lên đây tìm thằng Út thì ở cả tuần lễ không chịu về. Ở hoài, ba con vịt con gà dưới quê nó sắp chết hết rồi kìa. Má biết, nhưng mà mày không có thương em mày gì hết trơn trời. Thấy không? Nó lên thằng Sài Gòn nghe nó học mấy đâu gần năm mấy hai năm. Nó không về, cũng không có biên thư về cho má với mày biết. Má lo mày biết không? Kiếm em ngày nữa thôi con. Thôi, được rồi. Giờ kiếm thêm ngày nữa thôi nghe. Ừ. Rồi giờ thôi má ngồi đây má ngủ chút đi rồi sáng thức dậy đi kiếm tiếp. Thôi. Chết. Mày thấy gì không? Lên đây. Má con mình lên đây ngủ. Thôi. Má. Cái này cái xe của người ta. Con với má lên đây người ta tưởng ăn cắp xe ta bắt rồi sao? Ê bây ơi. Mà tao nhớ à. Hổm rài đi vòng vòng đi kiếm em bay. Mà tao nhớ là mày cũng dẫn tao về ngay chỗ này nè. Dù xa chỗ nào mày cũng đưa tao về ngay vị trí cũ này. Tao nhớ chiếc xe lam nè. Thì tại vì ngay đây là ngay cái bến xe.
nó gần bến xe, cho nên là ở đây con với má mua vé xe về quê cho nó dễ. Mà lần nào tới đây xong cái má cũng không có chịu về hết á, cho nên mới ở đây tới 10 bữa nè, có chỗ này à. Thôi kệ đi, lên xe ngủ đi. Lên đây má giải cái giọng mày ra, hai má con mình cùng nhau nằm ngủ nha. Cái giọng của thằng Út nha, cái giọng này là cái giọng hồi dưới quê, nó ngủ ngon, nó thích cái giọng này dữ lắm. Má đem lên đây cho em bay, nó ngủ ngon cái nó học giỏi. Thôi má nằm má ngủ đi. Ồ, nấu gì chứ, già cả ngủ ghê gì được mẹ ơi. Không kiếm gặp nó đâu ngủ được, nhắm mắt để nó chứ. Thì ngủ không được thì nằm chút xíu cho nó khỏe. Tội nghiệp bà già, mấy bữa nay không có ngủ, đi kiếm thằng nhỏ hôm nay không có ngủ được, nằm xuống cái ngủ liền vậy đó mà nói không ngủ. Mày đi đi! Đi ra! Ông ta làm! Đi ra! Hả? Anh hai! Trời ơi là trời! Út ơi là Út! Thiệt như vậy hả Út? Trời ơi mày không biết là mày giết ba rồi không Út? Anh hai ơi! Em lại anh hai! Anh hai về đừng có nói với má! Má mà biết chuyện này là chết em luôn đó anh hai! Trời ơi! Má lên tìm mày cả tuần nay rồi kìa! Trời ơi! Chết rồi! Má! Anh hai ơi, em xin anh hai cho em xin lại đi, em có gặp má được. Anh hai ơi, mày cho em xin lại đi mà anh hai. Mua đi. Mày trời đất ơi, cái gì vậy con? Ăn trộm hả? Cái gì vậy? Má ơi. Hả? Không phải ăn trộm. Chứ cái gì mày la ông sùm nhỉ? Thằng Út của má kìa. Ôi trời ơi, mà thằng Út. Mày, trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, thằng Út. Trời ơi, mắt bưng mắt, trời ơi, gặp con. Trời ơi, ôi sao mẹ em mà mày đánh nó vậy? Trời ơi, kiếm nhỏ mấy ngày ông gặp đi, giờ gặp đắt nhỏ. Trời đất ơi, lên đây với má con, trời ơi, sao mà gung dữ vậy này trời. Lên đây ngồi với má, trời ơi, là má coi coi. Trời đất ơi, sao vậy con, sao nè? Má coi trời ơi, má nhớ con muốn chết chứ. Mày đi biên mỹ không miếng thư về cho má gì hết trơn vậy. Nó coi trời đất ơi, trời ơi sao ông nhớ ông nhắc vậy nè chàng. Rồi má coi trời đất ơi, mặt ngoài sao xanh như tàu lá chuối vậy trời. Trời ơi không ăn nữa con. Ôi sao đi đâu giờ này lang thang ở đây, không có tiền mướn nhà trọ phải không con? Phải mà má biết mày lên Sài Gòn mày ăn độc cổ như vậy á, thì dù má có bán hết ruộng vườn má cũng cam tâm. Lo cho mày ăn học tới nơi, con xa nhà xa gầy yếu danh sao mà má nghe như ai xé tim mình. Má ơi má đừng thương con nữa, con không còn xứng đáng với niềm tin yêu của má bao ngày. Phải đó, mày là thằng khốn nạn. Thằng ơi, mày muốn giết má phải không? Tao không ngờ mày lại hư thân, bỏ học ăn chơi tới nghiện ngập như vậy. Hai, nói cái gì nghiện ngập?
thằng Út nó, nó bị nghiện xì ke đó má. Xì ke họ Út à, nói cho má biết con, con không có như vậy, nói cho má biết đi con. Nói đi con à, đây không phải là sự thật. Con của má cho dài vẫn hiền ngoan, chân chất thật thà, học hành giỏi giang là điểm tựa má đây mà. Sự thật phụ phàng má ơi, còn chi nữa, thằng Út bây giờ đã nghiện ngập hư thân. Mày nói bậy không à, nó lên đây nó ăn học nè, nó lo ăn học không, cho nên nó không có thời gian, nó đi về gửi thư cho mình biết. Đây nè, nó không có. Má tin chưa? Con xin má, con lại má. Má ơi, má thương con. Má, nếu không có nó, con sẽ chết. Con sẽ chết má ơi. Má cho con xin lại đi má. Má cho con xin lại đi má. Má, mày để tao sống làm chi mà thấy mày thân thằng ma dại. Làm sao để cứu được con mình? Còn lâu nữa con mang thương yêu chăm sóc giữ gìn. Hồi con còn nhỏ, con đau bệnh, con chạy nén mà nghe đau nhói tim mình. Chiều nay con, nhưng giờ con rơi xuống hố sâu, mà thấy con chết mà không sao cứu được Út ơi. Sao con dại dột lao vào con đường nghiện ngập, khá nào con tự tay giết chết má con rồi. Ông trời ơi, sao đừng nhân tâm, hết nổi rồi má ơi. Ông buông con ra đi má ơi. Hai, dạ giữ nó lại cho má. Má ơi, dạ. Anh Hai ơi, buông em ra, em chịu hết nổi rồi anh Hai ơi. Ông ơi, ra lên em. Má ơi, má ơi, má ơi, ông ơi, chẳng thà má tự tay trôi con của má, chứ má không để người ta trôi con của má. Con nhớ cái giọng này không Út? Ngày xưa cái giọng này
má ru cho con ngủ. Nay má sẽ đưa con đi về chiếc giọng năm xưa nghe không? Má biết sẽ khó khăn cho con lắm. Khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. Mẹ sẽ đưa con đi ngay tao. Mẹ sẽ đưa con đi không? Làm lại cuộc đời cho con. Cố gắng làm lại cuộc đời. Nhà anh ai sẽ đuổi chờ con, cứu lên cho con. Riêng cái tập hôm nay, chú khẳng định con trưởng thành. Con rất là chuyên nghiệp, quá thân một bà mẹ nhà quê, diễn xuất rất là hay, hát rất là cảm xúc, rất là xúc động. Chú ở đây nghĩa là phải nói là cố gắng mà dằn hết tất cả những cảm xúc, không thôi cũng chịu không có nổi. Chị biết nói tiết mục này có cái tính xây dựng rất là tốt cho xã hội, cho giới trẻ, làm cái tấm gương để mà lánh xa những cái gì không tốt cho cuộc đời. Cảm ơn con rất nhiều, hôm nay tiết mục giá trị. Bạn rất là chững chạc, bạn đóng vai một cái người mẹ hết sức là tinh tế. Khi xem bạn diễn, tôi cố gắng hết sức, tôi cố gắng tôi ngăn cái cảm xúc của mình. Không phải là tôi sợ là tôi khóc tôi sẽ xấu, không phải đâu. Nhưng mà tôi cố gắng tỉnh táo, tôi cố gắng tôi trầm ngâm ở đây, tôi chiêm ngưỡng bạn. Để tôi xem được hết tất cả từng đường tơ kẻ tóc, cái nhân vật của bạn. Và tôi hết sức là hài lòng, bạn rất là hoàn hảo. Cái cách diễn của con vừa rồi á, nó cho người ta thấy một cái diễn rất là thông minh và rất là tinh tế. Quan trọng hơn nữa đó là với một cái hơi mà trời cho của con là lòng lộng đó, thì ở trong cái nhân vật này con đã xử lý cái làn hơi của con rất tinh tế. Từ mà ca dòng cổ mà mấy trăm chữ và trở lại ca một câu vô dòng cổ chỉ có mấy chữ thôi, mà con lấy tới hai hơi. Cái điều đó chứng tỏ rằng con hiểu rất rõ cái việc của con đang làm. Và đó là cái tố chất đặc biệt của một cái người nghệ sĩ chuyên nghiệp mới có. Cái ước mơ của ba mẹ con khi mà hoài thai con đó, có lẽ là dành cho nghệ thuật suốt cả một cuộc đời và nó lớn lao vô cùng. Cho nên những cái điều tốt đẹp nhất đó của nghệ thuật cải lương đó, nó có sẵn và nó tiềm ẩn ở trong con. Cô phải nói một lần nữa là cảm ơn cái chương trình Sao Nối Ngôi đã cho chúng tôi chứng kiến một cái thế hệ trẻ sẵn sàng lên đường để nối gót cha ông, để làm thế nào để cho cái văn hóa của dân tộc ngày càng sáng lạng trong cái thời đại thông tin toàn cầu này. Một lần nữa, các cô chú cảm ơn con. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 10. Số điểm của danh ca Thái Châu. Bây giờ con dạ, đứng với chú là số mấy? Dạ số 10 á. 10. Và điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,8. Chúc mừng bạn. Nguyễn Phúc, vợ
vận mệnh của một bọn dương tôn dương tử. Ta nắm trọn trong tay, muốn sống hay chết tùy ta quyết định. Ở đây chỉ có mình ta mới được quyền ra lệnh, còn ngươi cũng chỉ là một hàng thần lơ lão. Hàng thần lơ lão, hàng thần lơ lão. Không, im đi, im đi, im hết đi, im hết đi. Ta không phải là hàng thần lơ lão. Ta như con thuyền chao đảo dưới dòng sông, không bến bờ giữa cơn mưa nguồn thác lũ. Lại đường xưa thì cầu kia gãy nhịp lâu rồi. Bấy rập phủ dân đã làm cho ta u tối tâm hồn, quên cội quên nguồn, chạy theo tiền tài danh vọng, nước nhục cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang. Áo Thiên Triều, áo Thiên Triều không giống áo của mẹ cha. Khôi Bắc Quốc khác với trăm bơi lướt tai hiên ngựa. Trời ơi, ta muốn hỏi sao trời già cái gì biến ta thành kẻ bán nước cầu dinh. Có tội với non sông vì không trọn trung với chúa, có tội với cha già vì quên chữ nghĩa nhân. Ta không phải là hàng thần lơ láo. Ta không phải hàng thần. Tại sao nàng lại toàn trộm? Không, tôi không trộm, mà chính ai kia mới là kẻ trộm. Ta trộm mà, ta trộm gì? Trộm bức ngôn đồ giao cho lũ giặc ngoại xâm. Bức ngôn đồ đây là... Đến giờ phút này mà ông còn dối gạt tôi à? Nằm trong ống son có bức ngôn đồ đại việt à, đó là hồn thiên tổ mất của non sông. Bất ngôn đồ gì đâu sao nàng lại nói năng sẵn bay, nếu có cùng chỉ vì ngôi bao của dương gia để cho ta công hầu, còn nàng là mệnh phụ phu nhân ai
phải toàn trộm ống son. Đó là hồn non sông đã động về từ muôn vạn dặm, đã khuyên dạy tôi phải giữ ngôn ngữ cho nước Nam. Phu quân, phu quân ơi, tiếp không mong một cuộc sống giàu sang nhung lụa, mà chỉ muốn sống hiền hòa bên bờ tre khóm chuối. Dình sang chi với cảnh hại mang mũ đội mà chàng phải cúi đầu làm tôi mũi cho ngoại bang, để rồi chúng ban cho câu là hàng thần lơ lao. Phu quân ơi, lòng dân Đại Việt đang mở rộng vòng tay đón kẻ lầm đường trở về quê cha đất tổ. Phu quân ơi, tiếp mong chàng mà phu quân ơi. Bảo Trâm, Bảo Trâm ơi, nếu đường đời ai ngả ngược xuôi, sương gió núi chẳng thương qua tiết ngọc. Phu quân, Bảo Trâm, nàng hãy khoác hàng y cho đỡ lành, áo thay người sưởi ấm lúc giá băng. Phu quân, nhờ nàng tấu lên khi đời ta bước xa ngàn xa, vì mùi công danh nên giờ thân phải mang đoạn trường, thẹn lòng với chúa với non sông núa cam ê chề. Mau mau kịp nhanh chân kẻo không đời quá tàn phai. Đành lòng sao an khi nhìn phụ tướng lặng đồng dày. Một đời phụ thế em nguyện ghi sắc xuống lời thề. Lời nàng đánh thức trái tim ta sáng như trăng rằm. Ta cho lũ xâm lặng sẽ muôn đời không toàn thay. Dặn lòng ai bi xin giữ mình, ta hẹn cô tái lại. Đi đi Bảo Trâm, phu quân. Đi đi Bảo Trâm, phu quân. Phu quân ơi, còn bất ngôn đồ. Bất ngôn đồ sẽ về Tài Nguyên Quốc. Còn Bảo Trâm, Bảo Trâm thì vĩnh viễn ở mãi nơi này. Có nghĩa là, nghĩa là kẻ nào biết được bí mật của ta mà không theo ta thì không được theo ai khác. Nhưng Dương gia, Tâu Dương gia, dầu sao Bảo Trâm và người cũng là nghĩa cha con kia mà. Sao? Nghĩa cha con à? Nghĩa lý gì với cái thứ con nuôi? Hả? Con nuôi? Tướng quân, gái Bắc Phương nguyệt thẹn quá nhường. Khi người đã là dương là tướng thì tha hộ cho tướng quân lựa chọn. Dầu ta có là tướng là dương thì trong mắt của các người ta cũng là phượng hàng thần lơ lão. Kìa 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 Nguyễn Phục,
chẳng qua tướng quân đem thử lòng con thôi. Nếu như thiên triều không trọng dụng con thì ngài ấy không lặn lội đến đây để làm gì. Nhưng Dương gia, dầu sao con và Bảo Trâm cũng là nghĩa vợ chồng. Nghĩa vợ chồng? Con nên nhớ, giữa hai bờ sống chết, Bảo Trâm nó đã chọn, nó quyết tâm đoạt được bức ngôn đồ Đại Việt, có nghĩa là phản lại ta. Con hãy ra tay đi, cầm gươm xuống tay giết chết Bảo Trâm, coi như đây là lòng trung thành con dành cho cha cũng như với thiên triều. Phu quân, Bảo Trâm này không yếu hề sợ chết, hãy để thiếp chết tay về lũ giặc Nguyên Mông, đừng gây cảnh xáo thịt nội gia, đừng làm trò cười cho quân cướp nữa. Nguyễn Phục, con nhớ rằng dưới tay của cha có trăm tên kỵ mã, một lời ta phán ra giết. Dùng gươm mà dân tình phụ thề nghĩa nặng đau lòng em ơi. Trả lại đi. Sẽ trào bức ngôn đâu. Phụ quân, phụ quân. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Hãy cho Bảo Trâm toàn mạng sống mà trở về cổ thổ. Vậy còn bức ngôn đâu? Bức ngôn đâu? Khi nào ta đặt chân đến Ải Chi Lăng, ta sẽ trào bức ngôn đồ Đại Việt. Phụ quân. Được, ta bằng lòng. Biển người
Đi đi Bảo Trâm, đi đi Bảo Trâm. Bảo Trâm, Bảo Trâm. Trường Giang nè, khi mà chọn cái tiết mục này thì em muốn nói lên cái điều gì đến với tất cả mọi người thông qua cái chủ đề ngày hôm nay? Dạ, chủ đề ngày hôm nay đó là chủ đề cảm ơn cuộc đời. Em muốn đem một cái trích đoạn này lên. Điều đầu tiên đó là em tưởng nhớ đến cậu Năm, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Cậu đã chắc hết những tâm huyết, máu xương để làm ra một cái nguyên một trọn một tuồng Bức Ngôn Đồ Đại Việt. Em xin cảm ơn đến những các đàn cha đàn chú tri ân từ xưa đến giờ đã từng diễn vở này và cho đến bây giờ lại hỗ trợ cho em. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả đến quý khán giả đã thương yêu gia đình của Giang. Giang xin tri ân tất cả đến mọi người ạ. Rồi hôm nay xem Giang diễn thì với cái dàn dựng như thế này trông rất là, phải nói là, để xem dùng cái từ gì nhé, rất là xinh xắn. Và chúc mừng cho Hồ Quảng có được một kép trẻ có rất nhiều phong độ và rất là có tương lai. Và chúc mừng con, ngay khi còn trẻ lòng con đã biết nói sự cảm ơn. Khi mà con biết nói như thế và con hành động như thế thì bà con khán giả của cải lương sẽ yêu mến con, sẽ ủng hộ con. Chúc con có một cái tương lai thật là đẹp. Qua cái tiết mục này thì chú thấy cháu về vấn đề diễn xuất rồi bộ tịch rồi là khỏi phải bàn rồi, tốt quá, biểu cảm cũng tốt nữa. Chỉ có ở chỗ mình đóng một cái vai tướng lĩnh thì tập cái âm thanh, cái khẩu hình của mình đó, mình cho nó ra nghe nó chắc chắn, ra một cái nam tướng mà dũng cảm hùng mạnh. Đây là một cái vai mà cái người nó không có lập trường, cho nên là y chao đảo vậy theo giặc. Và đến một hôm, một lúc nào đó, đó những cái hoàn cảnh rồi những cái người thân này nọ đó, tức là khiến cho y quay trở lại và y muốn lập công đối với đất nước. Cho nên nếu cái vai này á thì cái sự yếu đuối của con đó nó cũng vừa đủ. Và con nhớ lời của chú Thái Châu, khi nào mà con ở những cái vai chính diện thì con tập thêm cái cách phát âm để cho ra cái nhân vật chính của cái nghệ thuật cải lương, của nam chính của cải lương con nha. Mà chú nghĩ con để ý thì được thôi, tại vì con hát tân nhạc quá đẹp rồi. Châu biết không, cái cải lương nó nói thế mà nó khó lắm. Thí dụ như cái nam chính là trước rèm rũ đã tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ dựng tay chèo, một lĩnh truyền trăm họ phải tuân theo, suy nghĩ thay người trên ngôi báo. Đó là vai chính diện. Nhưng nếu mà cái vai mà phản diện như thế này đó, trước rèm rũ đó tinh tài mã phấn, lái thuyền hãy văn võ dựng tay chèo. Tôi rất thích Trường Giang. Tôi thích cái sự chỉnh chu và sống hết với cái nghề của mình. Và đó là cái đúng sao nói ngôi của dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng. Có nghĩa là tất cả những nhân vật nổi tiếng trong dòng họ Minh Tơ Thanh Tòng khi xuất hiện trên sân khấu rất chỉnh chu. Hiển nhiên Trường Giang là con cháu thì vẫn còn nhiều cái sai sót, giống như các cô chú đã góp ý rồi, tôi không góp ý cái đó. Tôi thích là bạn đã tham gia chương trình này là bạn đổ công đổ sức, bạn nhiệt quyết và bạn tập tành. Rõ ràng nếu không có tập tành và không có tập trung thì không ra được một tiết mục như vậy. Và hy vọng là những tập sau, nếu như tôi có may mắn tôi còn ngồi nữa thì tôi sẽ thấy bạn hay hơn nữa. Đúng. Nha. Đúng. Hay hơn nữa. Chúc mừng bạn, hôm nay tôi rất thích bạn. Giang ơi, khi bạn thực hiện cái trích đoạn này, bạn đã gửi đến cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, gửi đến cho gia đình mình một cái niềm tự hào, cũng như là cái lòng nhiệt thành của bạn để tiếp nối cái truyền thống
của gia đình mình. Tôi nghĩ là ngày hôm nay chắc chắn những bậc cố nhân ấy đã rất là mãn nguyện và mỉm cười với cái nỗ lực của bạn. Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Đây sẽ là số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Danh ca Thái Châu, xin mời số điểm của anh. 3. Tôi chỉ đợi anh Thái Châu lẹ lẹ thôi, đặng tôi đưa lên 10. Cho rồi. Vâng, nghệ sĩ Minh Nhí đã cho điểm 10. Thưa quý vị, số điểm của nghệ sĩ Thanh Thủy chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Trường Giang. Chính phải 7 điểm, chúc mừng bạn. Đứng lại. Đứng lại. Nó chạy dữ quá. Thằng kia. Tên kia, người hay mau đứng lại. Người đừng mong bỏ chạy, hồng thoát khỏi tay ta. Tằng ta lăng tằng tăng. Ông Cò, xin ông thông cảm. Tôi cần phải về giải quyết chuyện gia đình, cho nên xin ông Cò cho tôi vượt ngục vài ngày. Sau đó tôi sẽ quay trở lại chịu tội với ông Cò. Mày có điên không? Mày đang ở tù chứ phải đi nghỉ dưỡng đâu, xin ốp vài ngày mày. Ông muốn làm gì làm, tôi đi đây. Chết đi rồi. Tao bắn nửa tiếng rồi, chết đi rồi. Mày bắn vô mày giỡn mặt hả mày? Chạy tù kiểu này, bắn gần chết nó không chịu làm tiếng động sao mà bắn. Thằng nào không đại ra đây biểu rồi. Trời ơi, trời dạ. Chết rồi. Sao rồi ông Cò? Trời ơi, tập tuồng mà tới cái khúc bắn súng mà tụi bay không ra, tụi bay làm tiếng động làm sao? Hôm qua thức khuya quá. Còn mày nãy giờ con làm gì chổng vậy? Dạ nãy giờ con học thoại chổng á. Trời đất ơi, học thoại? Dạ. Học thoại mày tính làm gì? Đi, diễn viên. Cái gì? Mày hậu đài mà mày nói mày đóng diễn viên là sao mày? Trời, ông bầu nói sao vậy? Tuần nào cũng có con tham gia, có thoại đàng hoàng mà. Tôi là bầu nè. Mà từ đó giờ nó đóng quá trời, tôi không hay. Con hay không? Nó xạo á, nó làm con chưa bao giờ con thấy nó xuất hiện luôn á chứ. Trời, mày đóng vai gì? Dạ, ông bây giờ ông bầu lên tiếng đi. Lên tiếng là sao? Bay đâu đi? Bay đâu? Dạ. Hả? Là sao? Dạ con á, không có con là không tuần nào diễn được luôn. Trời đất ơi, vậy lại giờ con thuộc hết rồi phải không? Dạ. Rồi, kỳ này ông bầu sẽ con lên, cho con lên dây chính. Ông bầu hứa thiệt ông bầu? Hứa chứ. Cái dây đó sao ông bầu? Bắt đầu diễn nè. Dạ. Chính đâu? Dạ. Đó, dây. Con cho mà chưa. Rồi, giờ vô tập. Mỗi lần mà nó móng súng là nó bắn. Nghe không? Nó nói nó bắn là con gọi cái đùng. Dạ, dạ. Bắt đầu. Gì vậy? Mày bắn hết, nó chưa có gì mà nó súng nó tự bắn nha. Trời đất ơi. Thôi bây giờ vậy, chừng nào kêu bắn là bắt đầu, nghe chưa? Dạ dạ. Đúng không? Chuẩn bị. Tên kia, nếu mà ngươi dám bỏ chạy, ta sẽ bắn nhà ngươi. Có một chỗ mà bắn con hai lỗ rồi đó. Trời đất ơi, cái gì vậy con? Lo tập trung đi, bắt đầu. Ngươi mà dám bỏ chạy, ta sẽ bắn ngươi. Hít xếp đi. Trời ơi, mày liếc tao hả mày? Con làm gì vậy tính? Con làm gì vậy tính? Chạy vô đạn thêm, súng lục mà nó bắn tăng trăm mấy viên không? Trời ơi, làm ăn mà tụi con làm vậy hả? Nói tụi mày bao nhiêu lần rồi, mình là cái đoàn đàng hoàng, tập tuồng phải đàng hoàng, nghệ sĩ là phải có tâm, hiểu chưa? Đừng. Làm nghệ thuật là phải có tâm. Đó, nghe anh Tâm nói không? Vậy anh Tâm mới là dây chánh được chứ. Nhưng có tâm mà không có tiền á cũng chết đói. Xin phép ông bầu. Tâm, con đi đâu vậy Tâm? Ông nghĩ thử coi, tôi về đoàn mình bao nhiêu lâu rồi, diễn có đủ sống đâu. Tôi còn cuộc sống gia đình của tôi nữa. Ông thông cảm, tôi đi. Tâm. Kêu nó làm gì? Kêu anh vô. Vô chi, nó là vô tâm mà. Để nó đi luôn đi. Ông bầu, con có tâm, con cũng không cần tiền. Ông bầu cho con thế giai nó đi. Trời đất ơi, làm tiếng súng mà làm không xong, mà đội đóng vai chánh cái đoạn này ai coi nữa. Chứ con cũng có tâm với ông bầu quá rồi, sống ở đây biết bao nhiêu năm rồi, không bao giờ con được vai chính hết á. Vậy thôi, con sẽ đi tìm cơ hội cho mình. Trời ơi. Ê, vậy mà mày đi luôn vậy hả? Không, nó bỏ đi rồi kìa.
Chẳng lẽ tao làm sao giờ? Tao đi theo nó luôn ha. Qua đây. Đi đâu đi. Tụi nó không biết suy nghĩ. Mình được làm chung ở cái đoàn này đã gọi là có duyên với nhau rồi. Hương Tràm có câu: yêu gặp nhau là duyên, hết duyên tự đi. Nghĩ vậy đi, cho nhẹ lòng hơn. Chào ông bầu, con đi. Vậy là tụi bay bỏ tao đi hết vậy đó hả? Dạ xin lỗi ông bầu. Xin lỗi ông bầu. Con đi đi. Diễn viên muốn đi là đi vậy đó. Ngày nào vô sinh mình đóng, đóng vai nhỏ cũng được, chút xíu cũng tham gia. Đứng được trên sân khấu là con vui con cười rồi. Rồi mọi người cũng bỏ đi hết sao? Thôi rồi, nhiệm vụ khó vô toàn, nhìn dặn quá công thành mà lòng cảm thấy xót xa. Thắng thêm đâu ngại hy sinh, nhưng không thắng được thì thắng quân. Ngửa mặt hồ với trời, nhìn đất lại xót xa. Trời ơi, mấy chị hát hay quá. Trời ơi, bỏ nghề lâu quá cái mình nhớ nhớ, cái mình ca lại chơi. Buồn quá, ca cho vui vậy mà. Đây, mấy chị ngồi đây em nói mấy chị nghe. Bây giờ vậy, mấy chị về, mấy chị giúp giùm em đi ha. Truyền cái lửa lại cho đàn em. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông bầu nha, nếu mà nói có tâm, không ai có tâm bằng tụi tôi đâu. Dạ. Bây giờ đó hăng, mà đèn nổi lên sáng đi hăng. Dạ. Đơn nổi lên một cái, tôi ca một câu thôi, tôi ngã xuống, tôi chết liền, cái tôi cũng chịu nữa. Chị Lý. Hả? Sao vậy? Già rồi. Gì nữa? Em tính vậy nè, nếu mà mình về đó, mình kiếm những cái tuồng xưa mình làm lại, tập tuồng đàng hoàng, y như ngày xưa hồi đó giờ cải lương mình là như vậy đó chị. Mà không có được. Được chứ. Trời ơi, rồi công chuyện ở nhà ai lo? Cháu ngoại chị ai giữ? Trời sao bà nãy giờ bà không nhắc đi? Bây giờ tôi, ông bầu ơi, tôi nói thiệt với ông nha. Dạ. Thôi bây giờ ông kiếm mấy đứa nhỏ nhỏ đi, cho nó hát đi, cho tụi tôi là hát không có được rồi. Mà giờ tôi phải đi về, tôi rước cháu ngoại tôi lại nha. Đi kiếm người khác đi nghe không? Thôi để tôi đi đây. Chị Lan, thông cảm đi, tụi tôi bận nhiều việc lắm, tôi còn phải lo cái tiệm mai của nhỏ cháu nữa kìa. Chú em có thể cho tôi hỏi thăm nhà của nghệ sĩ Kim Tuyết ở đâu nha chú em? Nhà ai? Kim Tuyết, nghệ sĩ cải lương ngày xưa á. Đây nè chú em, ủa ông anh đi như đường này nè. Dạ. Bốn cái ngã tư. Qua bốn cái ngã tư. Dạ. Thấy cái chỗ bán cháo lòng á. À chỗ bán cháo lòng. Dạ. Hỏi bà bán cháo lòng. À hỏi bà bán cháo lòng. Là cái chị Kim Tuyết á, sáng là chị ăn ngay cơm tấm đối diện với quán cháo lòng á. Không biết nhà không? Trời đất ơi. Nếu vậy chú em biết là chú em chở tôi tới đó được giùm không? Không. À, sao vậy? Tôi đâu có chở được. Sao không chở được? Xe ôm mà. Ở nè, kia xe ôm nè. Chết cha. Lộn. Sao vậy? Quên. Hả? Này ốp. Xe ôm mà ghi xe ốp luôn hả? Thôi vậy thôi. Anh ba. Bông. Gì? Gì? Ủa? Tôi thấy con ve đó, tôi nhớ rồi. Cái gì? Nhớ gì? Anh ba bầu gánh Hương Bụi ngày xưa phải không? Hương Bụi hả? Trời ơi, ai biết một quá khứ nhỏ xíu của tôi là Hương Bụi hả? Đúng rồi. Chú em là ai? Dũng. Dũng? Dũng Nhí. Dũng Nhí nào ta? Cái tôi hát thử lại cho anh nghe nha. Dạ. Nhớ không? Xa cách khó mong có ngày gặp.
gặp lại. Trời ơi, cầm dáng nàng thôi, sao trời chia cách đôi ta, khắc ghi trong lòng dù chết cũng không hề phai. Nhưng lòng đâu ta dù chết, đâu ta dù chết. Thầm đại ca câu cuối đi. Cô này là cháu tôi. Cháu đó hả? Ừ. Trời, nó có hư cháu mà hát được quá, cái giọng tốt quá ha. Có cái sắc dốc này là có thể đóng đào nè. Rồi con có đi hát ở đoạn nào không? Dạ con hát. Hát ở đâu? Con hát trong quán này nè chú. Quán nào? Dạ quán nghệ sĩ á. À. Quán nghệ sĩ ha. Ừ. Dạ. Lon, đây. Bầu gánh hát cải lương Hương Bụi ngày xưa đó. Trời ơi. Lòng bầu cái lương hả? Nếu thật sự mà hay hai chú cháu đó mà vẫn còn yêu nghề, vẫn còn nhiệt huyết thì hãy đến với tôi ha. Đó. Rồi mình cố gắng, mình làm lại tuồng, mình làm lại những vở cải lương ngày xưa. Riêng con đó, về đi, ông bầu sẽ chỉ con lại từ từ. Từ cái cách ca, từ cái cách diễn. Rồi, vậy là ông bầu nhận hai chú cháu mình rồi con ơi. Dạ. Đi. Chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say em đâu ở đây? Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trước cuộc đời anh đây? Nói đi anh ơi, vì sao anh nỡ yêu em như vậy? Nói đi anh ơi, vì sao anh hay quá, hay quá, hay phải hát như vậy mới là mình mới có khán giả. Ủa ai vô đoàn của tôi rồi ca nhạc rồi. Dạ cái chú bầu này nè, chú bầu này nói chú biết hoàn cảnh của gánh của mình, cho nên chú vô chú giúp mình á, cái chú kêu em hát mấy cái bài giống vậy á ông bầu. Ai vậy? Nhận ra tôi á không? Ông lại. Trời ơi bạn ông mấy chục nay mà không nhớ à? Trời đó tôi cũng đi hát cái lương. Rồi sao tôi có điều kiện tôi qua nước ngoài tôi sinh sống, tôi làm doanh nhân và tôi trở về nước. Ông là ông Trí ngày xưa đó phải không? Trí này ông nhớ hả? Mười mấy năm không gặp rồi. Ờ. Rồi ông về ông phá gánh của tôi đó hả? Bậy phá gì? Cái gánh hát của người ta hát chạy lương. Ông vô đưa cái gì hát tân nhạc rồi nhảy nhót làm sao vậy? Đi vô trong. Dạ cảm ơn bầu. Trời nãy giờ đất cho mình nóng gần chết. Bởi vậy tôi nói ông hoài, ông cứ vậy hoài. Bây giờ mình thức thời đi. Hiểu không? Bây giờ ông hát cải lương mà ông hát nguyên tuần nghe ai mà đi coi. Bây giờ mình phải kết hợp vô ha, ca múa nhạc xiếc ảo thuật, rồi ông chém cái tiết đoạn cái lương vô cuối thì chương trình mình mới phong phú, thì khán giả người ta mới đến. Chứ còn bây giờ ông thấy không, ông có mở màn được đêm nào không? Đúng, tôi không mở màn được đêm nào à. Nhưng đoàn của tôi là gánh cải lương, ba đời nay nhà tôi theo cải lương lập gánh như vậy. Tôi biết đoàn cải lương thì hát cải lương. Bước ra khỏi đây. Được. Vậy thì ông hãy chờ xem. Chú có phải là ông bầu ba không? Đúng rồi. Nghe nói là chuẩn bị hát lại cải lương mà không ai giúp đỡ phải không chú? Chú làm không phải là vì bản thân chú, vì ông bà, vì mẹ, vì cậu và cả vì anh em của chú nữa. Đây là cái áo thi sách nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang đã từng bận cái áo này. Ngày hôm nay chú hãy khoác cái áo này lên như là một động lực của những bậc tiền bối đặt lên vai của chú. Mặc đi chú.
Lần gặp nhau đây là lần gặp gỡ sao cùng. Ta cảm ơn tất cả đã tạm đình binh lại để bảo toàn mạng sống cho ta. Dầu chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nhưng nàng hãy ra lệnh cho nghĩa binh anh dũng nổi trong đồng đi. Hãy nổi trong chuyện tấn công. Tấn công, tấn công. Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả mọi người, xin cảm ơn. Nếu mọi người đều chung sức chung lòng, nếu mọi người vẫn là những người có tâm, tôi tin một điều: cải lương không bao giờ chết, cải lương sẽ sống mãi. Rất là thú vị, nó rất là mới. Vô đầu chúng ta thấy một cái náo kịch rất là duyên dáng, và cuối cùng thì chúng ta nhìn thấy được lại cái chân dung của nghệ sĩ Thanh Sang, và chúng ta có được một cô cháu diễn lại cái vai của cố nghệ sĩ Thanh Nga, cũng như là sự hiện diện của một số các anh chị đã có mặt từ thời Thanh Minh Thanh Nga tới bây giờ. Rất là cảm ơn con Hà Linh. Mới đầu tôi xem thì tôi cứ nghĩ rằng Hà Linh sẽ hài, nhưng mà cuối cùng thì tôi thấy là Hà Linh dám bạo gan để mà thử sức mình với cái vai Thi Sách, dù rằng chỉ ca hai câu giọng cổ thôi, nhưng mà đây cũng là một cái thử thách rất lớn đối với Hà Linh. Hà Linh đã đánh thức được con tim của rất là nhiều nghệ sĩ đang còn ẩn mình và không muốn trở lại với sân khấu. Hôm nay tôi thấy chị Xuân Lan trở lại, trời, tôi quá cảm động. Sân khấu cải lương đúng như Hà Linh nói, sẽ không bao giờ chết.
Rất cảm ơn Hà Linh. Cải lương không bao giờ chết. Đây là một môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc Việt Nam. Làm sao mà chết được? Ta làm những gì đi, những cái điều mới lạ cho người thưởng ngoạn sân khấu cải lương. Tôi cảm ơn cái tiết mục này rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Hà Linh. Bây giờ sẽ là thời gian của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho nghệ sĩ Hà Linh là 9,7. Chúc mừng bạn. Em đứng bên đây sông mà chờ mong mùa nó chín. Anh đứng bên kia sông chờ mong mùa chín chưa. Tao không có quan tâm mà u nó chín chưa, quan trọng là cơm nó chín chưa nè. Đố tao con đang ở đâu? Mày đố tao đang ở đâu hả? Dạ. Mày trong nhà tắm chưa đâu? Ôi tí hay á, tí rình con tắm chắc luôn nè. Rình cái đầu mày chứ rình. Trời đất ơi, con này tù lao. Ngon ơi em ngon. Cái gì đó, dạ, gì mà khóc âm sầm. Cái gì, có cái gì thì nấu làm gì khóc lắm. Có gì đen ngào không đồ. Tí lấy một con cái quần anh tí ơi. Trời đất ơi, sao mày không tự lấy đây? Nãy để ngoài quên lấy vô rồi. Trời ơi, cái con này thiệt hậu đậu hết sức. Dạ. Mày đưa vô đi chứ tao đưa vô kỳ. Dạ. Con đẹp mất kiếm mà. Em cảm ơn chị Hiền. Chị ơi, em là bé đẹp nè. Hiền á là tên của má em. Tía tía. Vậy. Nó còn cái chị Hiền á tía. Mà mặt nó muốn già hơn má nó nữa. Tao nhét chiếc dép vô họng mày liền. Trời đất ơi, ăn nói vô duyên con gái con lứa gì kỳ cục vậy. Thôi nói vậy nó buồn. Thôi đừng buồn. Bây giờ nói thiệt cho nó nghe con bao nhiêu tuổi cho đừng nói nữa. Dạ con 13 tuổi. Đâu ơi, người ta mới có 13 tuổi nhìn như 31 vậy trời. Con qua đây đâu phải mọi người xỉa thôi không có. Không ghẹo con thôi chứ có chuyện gì con nói cho nghe thôi. Dạ chuyện là vậy nè. Sao? Mới hồi nãy rủ nhau đi cây. Cây xong rồi mới xuống tắm. Lội xuống ngao thì bỏ háo trên bờ. Và mọi người bơi lội tung tăng. Chị đang học chịu bơi. Biết bơi đâu? Bỏ lên bờ thẳng thôi. Chị thay áo đi về. Lấy luôn đồ cả đám. Trời đất. Ê ê ê. Mày nít mày đừng nói quan tao nghe mày. Tao nói giọng nó ăn cắp đồ của ai nghe. Nè, cái vỏ này sáng tía tao kêu đi chợ mua cho muốn nè. Nó hậu đậu vậy thôi chứ tính hồi xưa giờ không có ăn cắp ăn trộm. Thưa. Tôi kêu nó đi chợ mua rau muống nè trong đây nè coi nè. Không lấy được ạ. Nè rau muống nè. Rau muống nè. Mày lấy hết đồ người ta rồi nè bà ơi. Thì lộn thôi tí làm gì thấy ghê vậy. Tình tư vậy luôn hả. Ngồi chung nhà cũng không bình nữa. Thôi ảnh ơi có đồ lấy đồ về đi. Mày mố ba chị đừng ở qua ngang sớm của em nữa nha. Mày hù tao hả? Không không, em không có hù chị mà. Tại mấy chị kia nói á là bữa nào á lột đồ chia trang vậy luôn á. Anh hồi nãy chị Đen á. Chị Hiền. Bữa qua chơi hả? Chàng ơi, mấy người trong nhà này ai cũng có duyên hết á. Không được vậy. Đi từ từ nha chị Hiền. Xỉnh ra đâu? Xỉnh cái đầu mày. Tao đúng là tao xỉnh rồi đó. Nhưng mà mày tao bị chửi người ta chửi á. Tao hết xỉnh luôn. Mày có biết hồi nãy tao đi ngang về cái đầu sớm á. Ngay ngang cái ao đó. Tao gặp nguyên một đám phụ nữ. Tao tưởng đâu tao đang lạc vô bồng lai tiên cảnh. Tự nhiên cái tao nghe mấy tiếng. Tao xẹt cái đầu. Xẹt cái đầu mày chứ xẹt. Nó chọi xình vô mặt tao á. Đứa nào mà trời nó bằng đầu tao vậy, nó sửa nó liền. Nó chỉ nghi trang mày chỉ rồi nó đây. Ê đâu. Mày không biết dạy vợ mày hả mày? Mày để cho nó lấy quần áo của tao. Tao giờ tao không có đồ tao mặc tao đi lên bờ. Không có luôn. Hề luôn không bao giờ có lấy đồ ai. Có. Mới lấy tích thì rồi hả? Con đẹp nó qua nó lấy lại đó. Mới đi tích thì luôn. Học dịch nó còn lộn mà. Chị con. Con này sao? Mày nói con dịch tao bây giờ.
Thôi giờ mày đi vô, mày bắt nước sôi, mày nhúng con vịt làm thịt cho tao. Lại là con vịt nào nó đâu lấy? Chứ con vịt xiêm của con đó. Trời ơi, nó lấy con vịt xiêm của mày đổi hang vịt con bay lớn vậy nè. Cái gì? Trời ơi, trời trời, con vịt xiêm 3 kg mấy của tao, mày đem mày đổi thành 2 con vịt con gì hả 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 hả? Thì đó, bảo vệ ta mới nói đồ ngu. Hai đứa mày mới ngu á. Ơ, tía ơi, tía. Tía ơi, con xin lỗi tía, con xin lỗi tía. Tía ơi, một con vịt xẻ ra 2 cái cành, nó kêu rằng cạp 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 cạp. Măng tiếp nè. Mà 2 con vịt nó đẻ ra 200 quả trứng, phải không tiếp? Phải. Mà 200 quả trứng nó nở ra 200 con vịt đúng ngon chồng. Đúng. Hết chuyện. Tía ơi, rồi bây giờ con phải tính sao đây tía? Thì con định liệu. Ông già mất nó sợ chạy. Trời ơi là trời. Mày vô mày nấu cơm ra coi. Đi từ từ. Gì đâu. Trời ơi, có ai như con già tôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Phải rồi, tôi phải quyết định. Tôi quyết định là tôi sẽ ly dị. Mày khùng rồi. Tại sao đang sống vui vẻ mà ly dị? Ờ đúng rồi, vui, phải, vui. Nhưng mà trước đây mới vui, bây giờ thì hết vui rồi đen à. Giờ thì đành phôi pha theo tháng năm âm thầm lướt qua, vì đen cây thơ thật thà cho sớm diễn chê cười kính ré, làm cho lòng tôi đau. Tôi ước sao đen đừng vô tâm, đen sẽ là cô gái ngoan hiền lương, giỏi giang như người ta. Từ ngày về bên đây đen rớt chấm hoa, dung dẹp lo trong ngoài ruộng đồng mênh mông. Nắng mưa ngày đêm nào có mang gì, đen chỉ cần hai đứa mình chung sống hoài là vui nhất. Quần ông tâm đi guốc cao cao, cái tay bơi bởi đôi mỏ xinh xinh, sẽ giống như người ta ở trên đó. Mày hãy yên tâm, tao sẽ vuông cho chạy. Tao không cần mày quan tâm nữa. Tao đã nói rồi, tao quyết định rồi là tao sẽ ly dị. Trời ơi, ly dị. Mày điên rồi. Đang ở vui mắc gì ly dị?
nắm tay vô. Tía Tiểu nắm tay vô. Đó, vợ chồng với nhau là phải như vậy. Nè nha, hai đứa bay á là vợ chồng với nhau thì phải biết nhường nhịn nhau, biết dạy bảo nhau. Cái tính của nó hậu đậu vậy thì mình phải chỉ dạy cho nó nhiệt tình, chứ nó đâu có muốn vậy đâu. Còn mày, hở ra cái mày đi nhậu về cái mày chửi nó. Mày có một ngày nào mày tận tâm nhiệt tình mày chỉ dạy cho nó. Mà còn cái chuyện này, chuyện quan trọng nhất nè, vợ chồng với nhau là không có kêu nhau mày tao, phải kêu là anh đậu em đen đàng hoàng. Rồi làm được không? Anh đợi. Hơi nhột nhưng mà cũng mượt. Rồi đó, đứng đứng đó cười hoài ha. Đi vô chọn cơm tôi ăn. Trời ơi, tía nghe mùi gì không tía? Mà mùi gì nữa? Cơm khét rồi. Trời. Xin được cảm ơn phần hỗ trợ biểu diễn của nghệ sĩ Điền Trung, Ngọc Tân và Á Quân Sao Nối Ngôi phiên bản thiếu nhi đã hỗ trợ cho thí sinh Huyền Trâm. Cô thấy cái tiết mục này nó có thừa thừa một vài chỗ, nó có thiếu thiếu một vài chỗ. Nếu như mà nó được làm kỹ hơn thì chắc là sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Vì sao bất cứ một cái tiểu phẩm nào, cái kịch bản nào mình phải có cái thời gian tập, mình làm cho nó cái tiểu phẩm mình nó gọn gàng hơn, nó được phong phú hơn và ấn tượng hơn nha. Cái ý của cô Bạch Tuyết là muốn như thế. Xem cái tiết mục này đó thì cái khai thác cái nét mà xuất sắc của Trâm thì cô chưa thấy. Tuy nhiên cô, mấy đứa con làm được như vậy thì cũng rất là tốt rồi. Có cái câu đó mà cũng là một trong những câu ấn tượng, là cái câu hụt dịch còn lộn, phải không? Dạ. Cái câu đó câu ấn tượng, con phải làm sao để cho khán giả vỗ tay. Câu đó là câu vỗ tay đó. Dạ. Cái sự ngây ngô thật thà của cái nhân vật đó, bạn Trâm đã làm cũng khá tốt. Dạ. Nhưng tôi có một cái cảm giác là giống như cô Tuyết, là tôi thấy nó thiếu ở cái chỗ là cái tiểu phẩm tên là Vợ Ăn Đậu, nhưng trong cái phần biểu diễn, cái phần thoại đó ít có nhắc tới cái từ vợ thần đậu, nó trở thành một cái thành ngữ, một cái từ người ta hay ám chỉ những cái người khờ. Dạ. Những cái người mà thật thà, giống như cái giai bạn ấy. Dạ. Không có nêu lên cái đó, nó uổng. Dạ. Lần đầu tiên tôi xem bạn diễn thì tôi thấy bạn có một cái làn hơi rất là đẹp. Nếu bạn chọn cái nghề này làm cái nghiệp của bạn luôn. Dạ. Thì bạn hãy tận dụng tất cả những cái mà bạn đã có, bạn phát huy đúng cái khả năng, sự duyên dáng, với cái giọng trời cho nữa, thì tôi nghĩ bạn sẽ thành công. Rất cảm ơn bạn. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin được mời số điểm từ phía nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,5. Số điểm của danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của nghệ sĩ Trung Dân chúng ta sẽ biết được của chương trình. Còn bây giờ sẽ là số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,6. Chúc mừng bạn. Tao muốn có mẹ à. Tao là giấy văn tù muốn có mẹ. Tao gửi giấy cho bà kìa. Tao là mẹ tụi bay. Tao là mẹ giấy văn tù. Mày bị khùng. Mẹ có làm mẹ tao được đâu. Tao không. À mẹ kìa. Mẹ kìa. Đi không có giống mẹ gì hết. Thôi bây giờ tới giờ ngủ rồi, nằm xuống đây mẹ ru cho ngủ, ngủ. Nhanh lên Giang Tường ơi, ngủ kì Giang đi ngủ. Đi ngủ cho tao ngủ vậy. Nằm xuống, nằm xuống mẹ ru. Mở lại chiếu lời
lời gửi trọn tình thương. Chỉ mong em ngày sau con còn nhớ luôn cố mẹ kề bên. Ngủ ngon nhè, cũng ngủ ngon. Dạ. Bình tĩnh ha. Con nhìn coi con biết ai không nha. Ông ơi, sợ lắm. Dạ. Con xin ngoại, con không có kêu bé bình tĩnh là con nữa. Con xin ngoại, con sợ lắm. Bình tĩnh lại. Con nhớ con sao mà. Con bình tĩnh lại con nhìn đi. Mười mấy năm xa cách, nó ở bên nước ngoài á, ba nó không có cho nó về nó gặp mấy. Bây giờ là nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, nó về đây nó muốn kiếm mày. Nhìn kỹ lại đi chị hai. Chị hai. Chị hai. Rồi bây giờ là sao? Tôi thấy cái chuyện đó nó cái gì mà nó? Bà cứ tính đi. Bà bữa nay sống chứ ngày mai bà chết. Cái gì? Bà... không phải. Ý tôi nói là sống nay chết mai. Cái gì? Thấy không? Thì con nhớ á, nó như vậy. Nó cái đầu óc của nó đâu có tỉnh táo như người ta đâu. Rồi lỡ bà có bề gì, ai lo cho con Diều? Tôi cũng lo chứ. Lo lỡ tôi có chuyện gì, ai lo cho tụi nhỏ? Bà nhớ không? Bữa hôm hổm đó, nó làm té con Diều. Nó làm chày cái mặt của nhỏ một đường vậy đó. Bây giờ ba của nó cũng là hối hận rồi. Nó biết là cái lỗi lầm của nó gây ra, nó muốn chuộc lại lỗi lầm. Thì nó xuống đây nó muốn chuộc lại. Nó đưa cho bà một số tiền nè. Đó, bà cầm đi. Cái gì? Sao lại nhận tiền của nó? Thầy... có hỏi ý tôi chưa mà nhận tiền? Cái thằng bạc tình bạc nghĩa đó, cũng tại nó đó. Tại nó mà con của tôi mới ra nông nỗi gì. Tôi hù, tôi ghét nó lắm. Khoan, thật sự là tôi rất lo cho tương lai của con Diều. Nó nói chừng nào nó rước con Diều đi? Chiều nay nó rước. Sao nhanh vậy? Trời ơi, nó đưa tiền cách đây 2 ngày rồi. Người ta nói là tiền trao cháo múc, mà nó đưa tiền nó không xúc cháo của bà liền là hên lắm rồi. Chứ ở đó mà nhanh. Thôi, cái gì cũng vậy, lo cho tương lai của con Diều. Đừng có cho nó biết. Ai lan lười, vừa nóng vừa hói. Ai lên cầu, đi chậm chậm nè. Đó, đi chậm chậm. Ngồi xuống đây nè. Đó, đó, thả giò xuống đây. Cái bẻ ra làm hơi. Đó, ăn đi. Ngon, ngon ha em gái. Em gái hả? Em gái. Sao nghe gì lạ lạ ta? Má. Không phải. Ngoại. Ngoại nói là kêu bé Diều là em gái cho thân mật. ăn đi, ngon ngon. Tối hôm qua mà ngoại nói với em nhiều lắm. Ngoại nói á, em với hai không phải chị em cùng cha cùng mẹ. Đúng rồi. Không có phải vậy đâu nha. Không có phải vậy.
Ngoại còn nói á, em có phước hơn thầy. Cha của em còn sống và muốn em phải đi. Đi đâu vậy? Không có đi đâu hết á. Ồ, còn cha của hai thì lên trên bàn thờ ngồi rồi. Cái đó là ông ngoại mà. Ông ngoại của Diệu. Mà em nói vậy á, hai cũng không hiểu đâu. Hai ơi, em thương hai lắm. Hai biết rồi, hai sẽ nghe lời của ngoại. Vì mỗi lúc á, ngoại giận lên, ngoại trói hai vô góc giường á, đau dữ lắm. Mà những lúc đó hai không còn được nghe bé Diệu ru. Trong những đêm mưa buồn, hai sẽ buồn và sẽ không thêm ăn. Thương em hai nên nghe lời, đừng bao giờ để ngoài chạy la. Nhớ lời em nha, hai nhớ rồi. Ủa, mà bộ Chiều, Diều định bỏ nhớ đi lên tỉnh học thiệt hả? Hết học cũng ai biết chứ. Ủa, thích chứ rõ đi đâu vậy? Em đi học, rồi xong rồi em về thăm con nha. Bộ đi thiệt hả? Đúng rồi. Nó đi học rồi cái hè cái nó về nó thăm mấy. Không nghe lời ông Cám, ông có đi đâu mà lời đi đâu. Đừng có chờ, bé Diều đi. Con không có kêu bé Diều là con đi. Bây giờ chạy luôn về cái ông lấy con Diều qua đây thả Diều chơi nghe. Trời nắng chang chang đi thả Diều. Con khùng mà. Hai về nhà lấy Diều thả với em đi hai. Về thả Diều đi. Vậy chờ hai chị u vậy nha. Hai lấy con Diều ra, cái hai chị em mình đi thả Diều, đi thả Diều nha. Con à, từ nay không có ngoại, không có chị hai bên cạnh, con nhớ phải ngoan nghe. Dạ, con hứa với ngoại, con sẽ chăm ngoan học giỏi để mau thành tài để về nuôi ngoại với hai. Nhưng mà ngoại ơi, ngoại đừng có chối ai ở góc giường nữa nha ngoại. Ngoại biết. Đau lắm. Ngoại biết rồi. Còn nữa, ngoại đừng có cho ai ra ngoài đường, người ta chọi ai. Tội ai lắm ngoại ơi. Ba con tới rồi, phải đi lẹ lên đi con. Dạ con chào má. Đây đi đâu rồi, đi dữ vậy? Em ơi, đây nè, đây nè, ở bên đây nè. Đây con. Diệu ơi, xin đừng bỏ ai một mình. Rồi đây lúc chiều buông, âm thầm không có ai tạo.
Mẹ con nghe.
được chân thành cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, nghệ sĩ Điền Trung, Lê Thanh Thảo, bé Kim Thư cùng vũ đoàn Chung Gió, diễn viên Hoàng Phi đã hỗ trợ tiết mục dự thi của thí sinh Huyền Trâm. Một cái tiết mục là xúc cảm tràn đầy tình người, nhân nghĩa, thủy chung, những cái điều đẹp nhất của văn hóa Việt trên cái sân khấu Sao Nối Ngôi hôm nay. Chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi cảm ơn tất cả những cái người cùng với em làm nên cái tiết mục này. Hôm nay em hát quá tuyệt vời. Từ một cái người mà chưa nhận thức được rõ ràng thì cái giọng của em khác. Tới khi mà nhận ra được một chút xíu thì ở trên mắt của em cái sự thay đổi rất là nhanh. Cô vui mừng mà nói cho em biết rằng em sẽ là một người diễn viên sân khấu dân tộc Việt Nam rất là có giá trị. Và mong rằng sau cái Sao Nối Ngôi, em sẽ đạt thành những cái ước nguyện đó. À, con ác quá. Dựng cái tiết mục gì đâu mà chú nhìn lên khán giả khóc quá trời quá đất. Mai mốt mà có nổi tiếng đó, mà khán giả mua vé vô xem con phải phát cho mỗi người khán giả thuốc trợ tim nhau. À, hôm nay con diễn quá hay. Như cô Tiết đã nói, hát cũng hay mà diễn cảm động lắm. Không ngờ đóng một cái vai như thế này mà diễn rất là khéo léo. Một lần nữa cảm ơn tiết mục này rất nhiều. Con hát những cái bài hát á, ngoài những giọng cổ, nhưng mà có cái bài gì giọng Kim Lan phải không? Ồ, hay quá, chú khóc cái bài đó. Con là một nghệ sĩ tài năng, con là một nghệ sĩ đa dạng, và chú sẽ nói với con một câu nữa: tạo tên tuổi đã khó mà gìn giữ tên tuổi là càng khó hơn. Chúc mừng con thành công tiết mục này trong chương trình Sao Nối Ngôi. Con đúng là con gái ở miền Tây cho nên con lậu ngược dòng. Quá hay. Cảm ơn con. Một lần nữa cảm ơn bạn. Và quý vị hãy đến với số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay. Xin mời. Thưa quý vị, số điểm của 100 vị khán giả đặc biệt tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,8. Chúc mừng bạn.